Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đến với video tiếp theo của mình. Thì như các bạn đã biết, Tết Nguyên đán năm 2021 cũng đã sắp đến gần. Video ngày hôm nay mình sẽ cùng các bạn tự làm và chế một chiếc hay còn gọi là một món đồ trang trí cho dịp Tết Nguyên đán sắp tới này. Thì để chế được món đồ trang trí này, mình sẽ sử dụng cho nó là một chiếc lắp chụp chống chói của một bóng đèn led 220V đã bị hỏng, và một hai chiếc cốc nhựa, cốc đựng trà sữa hoặc trà chanh như thế này để làm phần thân nhé. Và ở đây mình sẽ chế cho nó một chiếc đèn kết hợp thiết bị loa nghe nhạc kết nối Bluetooth, hoặc các bạn có thể sử dụng thẻ MP3 để gắn nó vào trong chiếc phần mạch này để nghe nhạc và sử dụng âm thanh nhé. Thì ở đây mình sẽ chuẩn bị cho nó một chiếc mạch. Đây là chiếc mạch loa mình đã lấy được từ trong chiếc loa mini đã bị hỏng. Nó đã hỏng hết rồi, chỉ còn mỗi cái mạch này còn sử dụng được thôi nhá. Về phần loa của nó, mình sẽ sử dụng cho nó một chiếc loa 4 ohm 3W. Và ở đây mình sẽ sử dụng thêm cho nó là 3 chiếc bóng led nháy 7 màu. Vì hai chiếc led này mình để ở hai phần cốc trà sữa nên mình đã gắn sẵn điện trở và hàn dây điện cách điện bằng keo lến như thế này rồi. Về chiếc bóng led thứ ba này, mình sẽ để nó ở trong phần thân chỗ gắn loa nhé. Mình sử dụng thêm hai quả pin 18650 để làm nguồn cho nó, một chiếc jack DC 2.1 để jack sạc nhé, và một chiếc công tắc bệnh này, và một chiếc tấm nhựa alu. Ở đây tấm nhựa này sẽ vừa với phần lõi trong của chiếc lắp chụp này nhá. Thì cũng để tiết kiệm thời gian xem video của các bạn, ở đây mình đã khoét sẵn lỗ để đựng công tắc rất sạc và chỗ này để gần loa rồi. Giờ mình sẽ cùng các bạn bắt đầu làm nhá.
Ok, vậy là mình đã gắn xong rồi nhá. Thì trong quá trình làm mình không tiện nói, giờ mình sẽ nói sơ qua về nguyên lý làm việc và mạch điện của nó nhá. Thì ở đây mình sẽ sử dụng 3 con led 7 màu. Hai chiếc led này mình sẽ gắn nó vào phần ống nhựa, phần cốc uống nước, cốc uống trà sữa đấy. Và một chiếc led 7 màu mình sẽ gắn nó ở phía trên cùng cái tấm nhựa này nhá, để tí nữa mình sẽ đậy vào nó sẽ phát sáng ở bên trong chiếc loa này. Và ở đây mình sẽ sử dụng cho nó là hai quả pin 1650 mắc song song, và nguồn ra của nó mình sẽ đấu vào một chiếc rắc sạc DC này. Và khi nguồn pin vào rắc sạc DC này sẽ có 4 đường ra, và hai đường ra âm dương sẽ là hai đường ra của để cấp nguồn cho đèn led, và hai nguồn ra âm dương sẽ là nguồn của mạch loa nhá. Và ở đây giờ về phần dây loa, mình sẽ luồn nó lên phía trên này cùng với dây nguồn, mình sẽ gắn phần mạch này vào nhá. Về phần chiếc mạch loa này thì ở đây có 4 chân này, chân BAT cộng và BAT trừ sẽ là nguồn âm dương của mạch loa nhá. Và chân SPK cộng và SPK trừ này sẽ là nguồn âm dương ra loa nhá. Giờ mình sẽ hàn nó và cố định nó lên chiếc lắp này là xong. Như vậy là ok rồi nhá. Giờ mình sẽ gắn cố định nó lại. Mình đã gắn xong phần mạch loa và phần ốp sau của nó lên phần thân như thế này rồi. Thì ở đây sẽ là rắc sạc DC của nó nhá. Và đây sẽ là công tắc bật đèn này. Và đây sẽ là phần điều khiển loa. Tiếp theo để phù hợp thẩm mỹ hơn thì mình sẽ sử dụng cho nó thêm một ít dây trang trí này. Mình sẽ trang trí lên phần loa và phần hai chiếc cốc có gắn đèn bên trong này nhá. Nếu các bạn thích có thể để không được. Mình sẽ trang trí nó xong rồi review lại cho các bạn xem nhé. Ok các bạn ơi, mình đã sử dụng những chiếc sợi dây trang trí để trang trí lên phần chiếc đèn loa này được phù hợp thẩm mỹ và đẹp mắt hơn rồi. Thì ở đây mình có tự uốn và gắn chữ cho dịp Tết. Đây là tấn tài lộc nhá. Nó cũng phù hợp với kiểu dáng và phong cách luôn. Giờ mình sẽ test thử loa và đèn chiếu sáng cho các bạn xem. Và ở đây mình có khoan hai chiếc lỗ để gắn được chiếc móc. Chúng ta có thể móc lên tường hoặc chỗ nào chúng ta thích nhá. Giờ mình sẽ bật thử loa lên cho các bạn xem này. Thì chiếc mạch này có hỗ trợ kết nối Bluetooth nhá. Và tên thiết bị kết nối của nó là S10 nhá. Và giờ mình sẽ bật thử vài bản nhạc không bản quyền cho các bạn xem này. Và nghe khá là ngon đấy. Đẹp.
Ok, vậy là hôm nay mình đã hướng dẫn các bạn chế thành công một chiếc loa trang trí cho dịp Tết Nguyên đán sắp tới rồi. Nếu các bạn thấy video của mình hay thì hãy cho mình xin một like, một lượt đăng ký và chia sẻ. Và các bạn có ý tưởng gì thì hãy bình luận bên dưới, mình sẽ cố gắng làm cho các bạn xem nhé. Giờ xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo. Các bạn xem được clip này cũng đã sắp bước sang năm mới, năm 2021. Xin chúc tất cả các bạn có một năm mới an khang thịnh vượng, vạn sự như ý. Và đặc biệt là luôn ủng hộ theo dõi kênh YouTube của mình nhé.